tiên cho Trang chúc đến mọi người nhiều sức khỏe bình an. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube Trang Minh nhé. Xin chào cả nhà có khỏe không? Nói chung là hôm nay là đang Trang phải di chuyển 10 tiếng về miền Nam nước Pháp. Trang dậy sớm từ lúc 4 giờ sáng chuẩn bị đồ đạc khiêng ra xe xong xuôi. Bây giờ bắt đầu đi là 5 giờ sáng đó mọi người. Bây giờ bắt đầu chạy về miền Nam nước Pháp nè. Trang chọn đi đường bình thường, không có đi đường cao tốc. Vì vậy là chạy khoảng 10 tiếng tới nơi đó mọi người. Ngừng ăn uống rồi đi vệ sinh nữa, Trang là chắc cũng khoảng 12 tiếng. Nói chung là tổng cộng 12 tiếng mới đến nơi, từ đây tới chiều mới tới nơi. Nhưng mà mọi người cũng đi theo chân Trang nha. Hiện tại là 5:40 thì còn 9 tiếng 7 phút chạy xe nữa nha mọi người. Bây giờ thì chỉ có 5 giờ mấy sáng thôi, mặt trời nó vẫn chưa lên nha cả nhà. Mọi người thấy hai bên đường á, là lúa mì nó chín vàng á, nó vào mùa chín vàng rất là đẹp luôn. Cái này có mặt trời nhìn á, mặt trời lên là nhìn vào buổi trưa nhìn rất là đẹp, thơ mộng luôn á mọi người. Ở miền Nam nước Pháp có nhiều cảnh đẹp nè, ở gần biển nè, rất là thời tiết rất là nắng ấm, nói chung là nắng nhiều, nắng đẹp lắm. Thường thì Trang đi ba căn ở miền Nam á, thì vào tháng 6, bởi vì tháng 6 thì giá cả của nó sẽ rẻ hơn mọi người. Mà nếu mà mình đi vào tháng tầm tháng 7 hoặc tháng 8 thì giá nó mắc lắm mọi người. Tại vì cái mùa tháng 7, tháng 8 là cái nghỉ hè của trẻ em ở Pháp đó mọi người. Vì vậy là cái thời điểm tháng 7, tháng 8 là khách du lịch đi nghỉ rất là đông đúc luôn. Mà có trẻ em đồ rất là nhiều. Mình muốn khách sạn đồ rất là cao nữa. Mình muốn đi rẻ, giá rẻ thì mình đi vào tầm là tháng 6 là đẹp nhất. Khách du lịch cũng ít nữa. Rồi mình muốn phòng đồ giá cả nó cũng rẻ hơn. Ok, Trang mời mọi người cùng đồng hành với Trang hướng di chuyển về miền Nam nha. Coi mình đi nè mọi người, mình làm cho một một mớ dưa hấu luôn nè. Ngon chưa? Để bánh tráng mè đen, để bánh tráng dừa mè trắng, rồi hũ nước chấm. Rồi đây cả nè, đồ ăn quá trời quá đất luôn nè, cho dành cho một ngày. Rồi trứng nữa nè mọi người, đi đâu một chút đi xa là một chút luộc trứng mình bỏ không bị như thế này nè, để mình ăn nè. Cái đồ này thì đồ mình ăn trưa nha, ăn trưa kiểu ok. Đi không quên đem mấy miếng mặt nạ theo để đắp mặt nữa nè. Trời đất ơi, chào mời cả nhà nhé. Bánh tráng đi đâu cũng không quên bánh tráng, trứng luộc, dưa hấu. Chào mời mọi người ăn nhé, ngon lắm, ngon lắm. Mùa nắng nóng mà ăn dưa hấu ngọt lắm, dưa hấu hồng hộp rất là ngon. Đi rồi làm hũ nước chấm đem theo nữa nè mọi người, là ớt tỏi nè với dầu ô liu với là cái gì xì dầu xíu đường xong rồi. Ngon như sợ luôn, ngon lắm. Bánh tráng này á, nướng ở trong cái micron á 2 phút à, không phút mấy, chưa tới 2 phút đã chín rồi mọi người, chứ không phải nướng than giống như ở Việt Nam mình. Đó, ăn nhẹ vậy á.
tập xong đi toilet rồi xong cái rồi nghỉ một xíu rồi đi tiếp vậy á. Nói chung là chạy trừ nghỉ ngơi rồi ra ăn uống rồi ra điểm dừng rồi ra chắc khoảng mà không có trừ cộng lại chắc 12 tiếng, nếu trừ ra thì còn chạy tới 10 tiếng. Đằng xa kia cũng có mấy chiếc xe nó đậu á, nghỉ ngơi nè mọi người. Đây cũng đi mấy người này cũng đi du lịch về miền Nam nè. Ăn xong rồi bây giờ tiếp tục cuộc hành trình nè mọi người. Bây giờ đi tiếp tục. Đó là điểm dừng đầu tiên của mình đó mọi người. Điểm dừng đầu tiên trong ngày. Chắc là từ đây tới chiều đến được miền Nam phải dừng thêm 2-3 chặng nữa. Ăn dặm rồi đi vệ sinh đồ đồ nữa rồi. Khoảng 2-3 bận nữa, gần 2-3 bận nữa. Bây giờ đang đợi đi qua đường. Nhìn thấy cái đoàn mô tô này nó đi đoàn đoàn như vậy nhìn ngầu dễ sợ luôn á mọi người. Mùa nắng như thế này thì thấy nhiều đoàn xe mô tô đi trên đường như thế này lắm mọi người ạ. À, nhìn ngầu quá ha mọi người ha. Mùa này là mùa lúa mì chín á mọi người, vì vậy là mình đi trên đường á mình rất là dễ thấy những cái cánh đồng lúa mì vàng như thế này. Tháng 6 là người ta gặt lúa mì á mọi người. Có những cánh đồng mà mọi người thấy trụi rồi là nó đã gặt rồi, còn màu vàng là chưa gặt cả nha mọi người. Đó, nhìn trên đồi vàng rực như thế này nhìn rất là đẹp mắt luôn á mọi người. Nè mọi người, thấy nước rồi nè. Nước này chắc nước biển lợ quá nè. Bây giờ thì đi đến nơi rồi mọi người ơi, như mọi người thấy bên cạnh Trang thì biển nè đó. Thấy chưa, đẹp chưa? Ở Thơ thì không có biển mô, chỉ có đi miền Nam nước Pháp mới thấy biển thôi. Trời thì đang rất là nắng nóng, nóng lắm, tầm 32 độ, 30 đến 32 độ đó mọi người. Hiện tại là bây giờ là 5 giờ, 17 giờ 32 phút. Đó, bây giờ đang tiến đến khách sạn để check in. Chào mời mọi người cùng đi theo chân Trang nha, để xem khách sạn như thế nào. Hồi hộp quá à. Không biết cái phòng nó ra làm sao nữa. Ok, bây giờ chào mời mọi người theo chân Trang nha. Mệt dễ sợ luôn, bây giờ ngồi ê mông, đúng là ê mông rồi, bây giờ mới tới đó mọi người. Sáng đi tươi lắm, giờ thì héo queo à. Trước khi bước vào lễ tân để check in thì mình đi qua cái hồ bơi này nè mọi người. Phía trước khách sạn có một cái hồ bơi rất là lớn, nếu có thời gian thì mình tắm hồ bơi, còn không thì mình tắm biển kế bên khách sạn luôn nè. Trong khi đợi chờ đến lượt mình check in thì mình quay lại cái sơ đồ, cái mô hình của cái khách sạn mà mình book nè mọi người. Cái khách sạn tên này là Lotus, có nghĩa là hoa sen đó. Cho mọi người xem qua ha. Và bây giờ thì mình vào check in nè. Đó, cái phòng thì cũng đơn giản, không có gì hết. Nó có, nói chung nó có ly, có chi nỉ, rồi có cái micro để cho mình hâm đồ ăn, rồi có cái máy
cái bếp điện từ để mình nấu nè, tủ lạnh, rồi hai cái tủ lạnh, cái này là cái máy rửa chén, cái này cái tủ lạnh, ok. Rồi cái này không mở ra để đồ. Rồi một cái ghế. Cái tivi, cái đèn, bộ bàn. Còn đi vào nhà tắm thì như thế này đơn giản thôi nhưng mà sạch sẽ. Nói chung là mình không thích một cái là cái toilet nó ở chung trong cái nhà tắm. Thường thì cái toilet phải riêng cái nhà tắm đó mọi người. Trời trời, đang nóng thì sợ luôn á. Giờ mở lên coi. Nhìn ra là cái gì. Rồi. Cái ban công, ok. Ui da. Đây là ban công nha mọi người. Hả? Nhìn xuống là parking. Oh my god. À, nhìn xuống parking. Nằm đây là đi nhìn ra không phải hồ bơi cũng không phải biển mà nhìn ra là parking. À. Ok, đã sáng sáng ngồi đây ăn uống cà phê nè. Hiện tại là thời tiết rất là nắng luôn á mọi người, rất nóng như mọi người thấy Trang đổ mồ hôi quá trời quá đất luôn không. Đó, bây giờ là đã check in phòng rồi, bây giờ đi xuống để mang hành lý lên rồi kết thúc một chuyến đi dài. Bây giờ thì Trang cảm ơn mọi người đã xem video đến tận giây phút này và hẹn mọi người video tiếp theo và để thăm những cái nơi đẹp ở miền Nam nha. Bây giờ kết thúc cái cuộc hành trình đi di chuyển thôi nha. Cho mọi người xem trên chuyến đi nè, rồi phòng ốc như thế nào. Ok, chào mọi người nhé. Bye bye.